xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đang quay trở lại kênh mua bán xe của em. Và tiếp tục ngày hôm nay em lại về một siêu phẩm. Chiếc xe của được mệnh danh là chiếc xe quốc dân, đó chính là chiếc Toyota Camry. Chiếc xe của nó là phiên bản là 2.4G và máy mới nhá, động cơ VVT-i hoàn toàn mới. Và chiếc xe của em là sản xuất 2011, đăng ký đầu 2012, một chủ từ đầu sẽ được mang tên cá nhân nhé. Và quý anh chị nhìn thấy phần đầu tiên đây, được chủ nhân trang bị là bộ mâm hợp kim hoàn toàn mới ạ. Đi kèm đó là một dàn lốp Michelin mới tinh, rất là đều, rất là đẹp. Và sau đây em sẽ đi một vòng xung quanh xe cho quý chị cùng quan sát, cùng đánh giá cùng em. Chiếc xe này sau 3 năm sử dụng nó còn lại những gì và nó mới như nào ạ? Đây, từ các chi tiết phần biển số này, chủ xe cực kỳ là trau chuốt. Cụm đèn pha thiết kế dạng bóng bi salon, đi kèm là bóng halogen, xi nhan tích hợp trên, rất là mới. Các chi tiết này sau 3 năm sử dụng chiếc xe vẫn còn hoàn hảo. Động cơ VVT-i mới, hoàn toàn mới đây ạ. Em mời chị cùng quan sát nhé. Rất là đẹp. Các chi tiết này, tay nắm được nẹp mạ chrome, rất là đẹp. Và phần bao vô lê để chủ xe đỡ điểm nhấn nhá thêm các chi tiết mạ chrome cho chiếc xe thêm khỏe hơn. Em mời chị cùng tiến về phần phía sau xe. Đây ạ, Toyota Camry phiên bản 2.4G. Và chủ nhân đã trang bị thêm là hệ thống camera lùi cho xe rồi nhá. Nguyên bản thì sẽ không có. Và xe được trang bị là hệ thống cảm biến và chạm cho hàng cho phía sau xe. Em mời anh chị cùng quan sát thêm về phần nội thất của xe ạ. Đây ạ. Đây là trước mặt quý chị là phần táp ly nhá. Táp ly của hàng ghế thứ hai được bọc da rất là đẹp. Đây, quý anh chị cùng quan sát thêm, đây là phần tay nắm cửa, được chủ xe cực kỳ là giữ gìn, chưa một vết xước gì. Xe em lấy về mộc mạ nguyên xi nhá. Đây, các chi tiết được ốp bậc lên cửa cũng được trang trí thêm, đi kèm đó là chi tiết đèn bậc rất là đẹp, thời trang. Đây, phần hàng ghế thứ hai này, phần má ghế rất là đẹp, da rất dày và còn nguyên bản nhá. Điều đặc biệt chiếc xe này da còn nguyên bản theo xe, được chủ nhân đi cực kỳ là nhìn và sạch sẽ. Xe mới lấy về chưa phải làm gì. Xe được trang bị là hệ thống ghế chỉnh điện cho ghế phụ và cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ hai. Đây, quý chị cùng quan sát thêm phần trần xe nhé, rất là mới và đẹp ạ. Chưa hiện tượng xù hay bong chóc hay là gập gãy hay gì. Đây, điều đó chứng tỏ là chiếc xe là chưa bao giờ mình tháo trần ra làm sử dụng hay là vệ sinh gì cả. Xe được trang bị là màn hình Android cảm ứng. Đây, em mời anh chị cùng nổ máy cùng em ạ. Các chi tiết lên xuống kính cửa này vẫn còn rất là sắc nét. Xe trang bị là hệ thống gương gập điện rồi nhé và chỉnh điện. Đây, hệ thống cảm biến lùi. Phần vô lăng xe được thiết kế là dạng vô lăng gỗ, được bọc da cao cấp. Đây, từ các chi tiết là logo Toyota vẫn còn sáng bóng và sắc nét. Các chi tiết phím bấm này rất là mới và còn đàn hồi rất là tốt. Điều đó chứng tỏ là chiếc xe sử dụng cực kỳ là trong trạng thái hoàn hảo, nhưng mà chủ xe vẫn giữ gìn. Xe được trang bị là màn hình Android kết nối và cảm ứng nhé, rất là tiện lợi. Màn hình này thì chủ xe nâng nước cũng khoảng tầm đâu đó khoảng hơn 10 triệu, bao gồm cả cam lùi theo xe. Đây ạ, em mời chị, rất là đẹp. Từ các chi tiết này, ốp gỗ, ốp vân gỗ còn rất là mới ạ. Xe được trang bị là cổng sạc và kết nối AUX. Rồi, 10 năm sử dụng rồi mà chiếc xe mà em thấy chưa thấy con nào mới như con này. Con này là vẫn một chủ từ đầu mọi người nhá, xe mới ra lại biển thôi, đổi đăng ký thôi. Thực sự là vẫn một chủ sử dụng từ đầu. Xe còn đăng kiểm là đến tháng 12/2020. Và chiếc xe em xin báo giá luôn, em bán chiếc xe này là 540 triệu và vẫn hỗ trợ trả góp cho quý khách hàng nhá.
đấy ạ. Xe chạy 14 vạn km, cam kích Kimazin cho quý anh chị. Và đây, chiếc xe là sản xuất 2011. Rất là đẹp. Địa chỉ của em là địa chỉ duy nhất của em là 79 Trần Thái Tông. Anh chị nào thiện chí thì liên hệ em số điện thoại là em ghi dưới bài. Và em có giảm giá sâu cho quý khách hàng nào thì liên hệ theo số điện thoại trên. Em xin chân thành cảm ơn ạ.